Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Điều gì cần thay đổi để bạn có được mối quan hệ tình cảm tốt đẹp sau này? Đây là video chọn tụ bài. Và sau đây chúng ta sẽ chọn hai tụ bài. Mình có hai tụ bài, đó là Ông già Noel và Người Tuyết. Sau đây các bạn sẽ lựa chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Mình sẽ đếm từ 6 đến 1. Các bạn chọn tụ bài ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và thông điệp trong trải bài rất nhiều, hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình nhất. Sau đây là trải bài của các bạn. Xin chào các bạn tụ ông già Noel. Và các bạn có lá bài 7 tiền. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài The Empress. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài The Star. Lá bài đầu tiên sẽ là lá bài đại diện cho tình trạng hiện tại của các bạn. Và lá bài 7 tiền này nó đại diện cho các bạn đang ở trong một cái tình trạng rất là phân vân. Bởi vì đời sống của chúng ta sẽ có khuynh hướng là duy trì những gì rất quen thuộc. Cái việc mà thay đổi định hướng là cái điều không có dễ dàng. Chúng ta sẽ rất là khó để thay đổi cái gì đã cũ. Và cũng như là các bạn đang nắm lấy những cái gì mà bị rối mòn, bị bắn dính sâu vào một con đường cụ thể nào đó mà các bạn chưa có muốn thoát ra, thì lá bài này xuất hiện, nó nhắc nhở bạn nên cần tìm hiểu xem là bạn cần phải điều chỉnh gì trong cuộc sống của mình, thậm chí là phải thay đổi toàn diện luôn. Thay đổi toàn diện ở đây là các bạn sẽ thay đổi về suy nghĩ nè, hành động, tư duy nè. Bạn đừng có sợ là mình sẽ không thay đổi được. Tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi được hết á. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó chứng tỏ là các bạn đã lao động rất là chăm chỉ trong một cái thời gian rất là dài. Các bạn đã phát triển bản thân, các bạn phát triển nghề nghiệp, các bạn yêu đương rất là nhiều rồi. Các bạn cảm thấy là mình đã trải qua rất là nhiều. Thì đây là cái lúc bạn phải nên ngừng lại chút xíu để bạn nghỉ ngơi, để bạn tận hưởng cái khoảnh khắc yên bình, lấy lại sức và đánh giá lại chất lượng sau tất cả những việc xảy ra từ trước tới giờ. Bởi vì bạn không có nghỉ ngơi, bạn không có chiêm nghiệm lại cuộc sống này, thì các bạn cứ phóng theo cuộc sống tất cả những gì. Mình không có rút ra bài học kinh nghiệm, mình không học bài học từ những cái đau thương, từ những cái thất bại của mình. Nếu như sau những cái mỗi thất bại, những cái bất như ý các bạn mà các bạn không rút ra được bài học gì á, thì mãi mãi các bạn sẽ tạo ra một cái lặp vòng lặp tiếp tục. Các bạn sẽ mắc sai lầm tương tự nếu như các bạn không thấy được cái bài học của mình trong đó. Đây là cái thời điểm nó kêu gọi các bạn phải đánh giá lại tất cả mọi thứ, xem là bạn đang làm cái gì vậy, tại sao bạn làm điều đó, bạn có đi đúng hướng hay không, bạn có thấy là mình xứng đáng với những gì mình đang nhận lãnh hay không, bạn có thấy là mình bị quy lị trong cái tình cảm với người xưa hay không, bạn cần phải bước ra không. Có rất là nhiều câu hỏi để bạn cần phải đánh giá lại và đảm bảo là bạn phải có mục tiêu rõ ràng để mình hướng tới đó. Và ở một số bạn, các bạn sẽ có thừa hưởng là một cái tài sản rất là lớn nha các bạn. Bạn sẽ có lợi nhuận, lợi tức trong công việc của mình. Tất cả mọi thứ rất là tốt. Đây là cái thời điểm bạn nhận lấy những cái thành quả của mình. Và các bạn có thấy là trong cái mối quan hệ tình cảm của mình, nếu như bạn không có sự nuôi dưỡng, kiên trì và tu dưỡng để giúp cho mối quan hệ bền chặt á, thì các bạn phải chú ý ha. Còn nếu như các bạn đang độc thân á, thì các bạn đang phải suy ngẫm về cái mối quan hệ trong quá khứ quá nhiều rồi. Bạn nên phải hiểu rõ là bạn thực sự muốn gì trong cái mối quan hệ tương lai. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để bạn nhìn ra những gì bạn cần và muốn ở người yêu. Lá bài nó khuyên các bạn nên dừng lại suy ngẫm về tất cả mọi việc trong cuộc sống của mình, thay đổi nếu như có thể thay đổi được. Và các bạn đang đứng ở ngã ba đường, đây là cái thời điểm quyết định bạn nên tập trung đi cái nào đúng nhất cho mình. Và lá bài thứ hai sẽ là lá bài cái vấn đề bạn cần phải hướng tới trong tương lai về tình yêu sự nghiệp là gì, thì là các bạn có lá bài The Empress, một trong bài trong bộ ấn chính, một lá bài rất là quyền lực. Và năng lượng của lá bài này chính là năng lượng của mùi mẹ trái đất, một cái năng lượng rất là giàu cảm xúc tình yêu và khao khát về sự quan tâm lẫn nhau. Đây là cái điều bạn đang rất là cần cũng như bạn khát khao có được. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó mang một cái năng lượng nữ rất là nhiều, dù cho bạn là nam hay là nữ, bởi vì bạn đi đánh mất đi cái yếu tố nữ trong con người mình. Yếu tố nữ là gì?
Nữ tính chính là một cái yếu tố yêu thương, dịu dàng, quan tâm, bảo hộ, một cái tính nữ chủ động và nuôi dưỡng nhiều hơn. Và nếu như bạn cảm thấy là mình chưa thực sự dịu dàng với những người xung quanh, bạn cũng không có phẩm chất thanh lịch và dịu dàng với tình yêu của bạn, thì đây là một cái điều bạn cần phải bổ sung thêm. Bởi vì cái người này là cái người có tình yêu vô bờ bến, giống như là một người mẹ vĩ đại ấy các bạn. Một cái lá bài rất là tích cực để cho các bạn học hỏi theo năng lượng của người này. Bởi vì cái phẩm chất của cái người này chính là một hình ảnh một người phụ nữ lý tưởng trong gia đình. Nhưng đặc biệt nó lại rất không phải là cho tình yêu. Bởi vì cái sự ân cần, quan tâm, chăm sóc, mọi thứ rất là chỉnh chu, rất là ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Nhưng mà nếu như các bạn làm cho nó quá hoàn hảo thì nó sẽ gây một áp lực rất lớn đối với đối phương của các bạn. Ở một số người có những đối tượng mà chưa đủ chín chắn mà họ sẽ không hiểu được giá trị của bạn, và họ sẽ không nhìn thấy được cái sự tuyệt vời của bạn đâu. Do đó nếu như cái đối tác của bạn quen với người chưa đủ chín chắn thì chắc nhiên là họ sẽ bỏ các bạn thôi. Bởi vì ở bên cạnh bạn họ sẽ bị áp lực rất là nhiều. Bạn quen một cái năng lượng của nữ hoàng, của một người mà bao dung, một cái người rất là tuyệt vời để có thể xây dựng hình ảnh trong tương lai về gia đình. Bạn là một cái hình ảnh để cho những ai muốn tiến tới một mối quan hệ cam kết, thì cái người này chắc chắn sẽ rất là có lợi khi quen được bạn. Nhưng mà các bạn phải chú ý là các bạn phải chăm sóc bản thân và chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn, thì bạn mới được sự chú ý của người khác. Giống như là mình phải chăm sóc cơ thể, hình ảnh, lời ăn, tiếng nói, ngoại hình của mình. Và con vật để các bạn có lấy cái ý tưởng để các bạn hướng tới đó chính là mèo. Bởi vì mèo, không biết tại sao tự nhiên mình nghĩ tới con mèo lúc mình chọn cái video đầu cũng là về con mèo. Bởi vì mèo nó mang một cái hình tượng rất là thanh lịch. Nó dù không bao giờ nó để mình lắm bụng với các bạn, khi nó không bao giờ để mình xấu xí, và nó không có bao giờ nó làm cái gì mà gấp gáp. Nó biết tận hưởng cuộc sống mình, và nó cho phép ai có quyền làm nó đau khổ hay không là nó mới là người có quyền, chứ không để cho một ai đó bước vào đời của nó. Bởi vì nó mang một cái năng lượng rất là sang trọng và thanh lịch. Ngoài ra mèo nó cũng biết vui đùa, cũng biết giỡn, cũng biết đùa nghịch. Do đó các bạn phải cần học cái năng lượng của từ mèo. Mình thanh lịch và kín đáo, nhưng đôi khi mình lại bị quá khuôn gặp, mình không có biết làm cho mình vui hơn. Một cái gì đó giỡn chút xíu nó sẽ giúp cho cuộc đời mình nó vui vẻ hơn nha các bạn. Và qua đây cái bản sắc của con mèo cũng nhắc cho các bạn phải nhớ là mình phải duy trì bản sắc cá nhân của mình. Trên hết đừng bao giờ mình phụ thuộc vào người yêu, gia đình hay những người xung quanh mà mất đi cái quyền tự chủ của mình. Bởi vì mình phải hiểu được là cái bản chất thực sự con người mình. Khi chúng ta hài lòng với bản thân của mình, chúng ta mới có thể hiện và trở thành một cái người xuất sắc, và các bạn hãy nắm được cái mối quan hệ được. Khi mà các bạn không có yêu bản thân mình, không có hài lòng với mình, thì sao người ta yêu mình được? Năng lượng của lá bài cũng khuyên các bạn là mình phải sống độc lập hơn. Chứ bởi vì các bạn nhiều khi các bạn sống lệ thuộc vào cái mối quan hệ của người xung quanh quá, khi mà họ rời bỏ các bạn, bạn sẽ bị tổn thương rất là nhiều. Và lá bài cũng mong là các bạn phải có một cái sự ổn định nhất trong cái bản thân các bạn. Bạn bình dị, bạn thanh tao, bạn sang trọng. Đây là những phẩm chất cao quý nhất mà các bạn cần nên hướng tới. Các bạn có thể quan sát con mèo để mình có thể thể hiện được là cái phong thái của con mèo nó rất là bình yên, nó rất là từ từ. Thì có lẽ là một số bạn nó rất là nhanh quá rồi. Bây giờ cái lá bài nó muốn các bạn phải chậm lại, các bạn nhìn bản thân mình nhiều hơn. Một yếu tố đánh giá là bản thân mình rất là nhiều trong cái trải bài này nha các bạn. Thực sự cái trải bài này quá là xuất sắc khi mà những lá bài nó kết hợp với nhau rất là tuyệt vời luôn các bạn. Cái ba lá bài The Star này xuất hiện là một cái lá bài chữa lành và hồi sinh. Đây là một cái sự lạc quan và hy vọng cho các bạn rất là nhiều luôn. Nó cũng đem đến cho các bạn một cái nguồn năng lượng tính nữ luôn. Bởi vì các bạn đang thiếu tính nữ trong bản thân của mình đó. Do đó các bạn phải đem đến cái sự hy vọng và sự mới mẻ cho các bạn rất là nhiều. Và bạn có biết cái lá bài The Star này nó chính là cái lá bài khắc tinh với The Devil, vốn được xem là tước đoạt cái niềm tin của các bạn vào tương lai. Thì lá bài này nó mở ra cho các bạn rất là nhiều. Cái bài The Star này là một cái điều tự nhiên nhất khi mà cái nỗi buồn đau thất vọng bao trùm các bạn hồi xưa giờ rồi, cái thời điểm đen tối nhất của đời của mình. Nhưng mà các bạn vẫn biết tìm ra một cái hy vọng,
tìm ra ánh sáng ở cuối đường hầm. Các bạn biết đưa năng lượng của mình vào trong công việc, vào trong những cái mối quan hệ xung quanh. Các bạn lấy đó là cái phao cứu sinh cho mình để cái mình sống tiếp trong cuộc đời này, để không có bị cái tổn thương hoặc đau buồn nó nhấn chìm các bạn. Các bạn rất là hay khi các bạn hành xử như vậy. Và lá bài này nó cũng nhắc nhở các bạn đã biết mở lòng mình ra, giải phóng đi cái nỗi sợ hãi và lo âu. Nếu như bạn còn giữ lại nha, thì đây lúc các bạn phải dục bỏ nó đi một cách rất là thoải mái. Bạn không có nên níu kéo cái gì nữa, những cái tiêu cực đến cuộc đời của mình. Thực sự cái lá bài này xuất hiện, nó không phải là nó giúp cho các bạn hoàn thành cái gì đó xuất sắc hết á. Nhưng nó chỉ là một cái hy vọng, một cái bước khởi đầu cho các bạn thay đổi, một lời chúc phúc cho các bạn thực hiện được như bạn muốn. Và qua đây mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một vấn đề nữa là tại vì chúng ta bị đau khổ buồn, khi mà bạn muốn thoát khỏi những cảnh đó, các bạn nên thay đổi cái quan điểm của mình về cái chuyện đó. Mình không thể thay đổi được quá khứ, mình không thể thay đổi được cái sự việc đã diễn ra rồi, nhưng mà các bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cho mình cái suy nghĩ, cái quan điểm mình nhìn về vấn đề đó. Mình đừng bao giờ nhìn mình là nạn nhân trong tất cả các vấn đề nữa. Bạn chỉ là một cái người quan sát nó và bạn tìm thấy là mình tìm cái điểm tích cực trong cái sự đau khổ của mình. Mình thấy được cái bài học đó, từ đó mình phát triển hơn. Mình lấy cái bài học đó, mình tiến tới trong cuộc sống này, tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thiện bản thân của mình. Tất cả các cội nguồn của sự đau khổ, tổn thương hay là thành công, là vui sướng, hạnh phúc đều xuất phát từ cái hình ảnh trong tâm trí chúng ta. Do đó các bạn phải cài đặt cho mình những cái hình ảnh, những cái niềm tin trong suy nghĩ của mình là những hình ảnh đẹp, những cái hình ảnh tích cực. Đừng bao giờ để một cái gì tiêu cực, hình ảnh xấu xuất hiện trong cái hình ảnh của mình về tất cả mọi việc trong cuộc sống này, về cái người bạn thương, về gia đình, về công ăn việc làm, về những người bạn xung quanh. Chúng ta chỉ nên nhìn vào cái tích cực của họ. Các bạn càng làm lớn, càng làm rõ những cái tích cực của họ, tất nhiên thì các bạn sẽ tiêu cực của những người xung quanh bạn nó sẽ vơi đi rất nhiều. Từ đó các bạn sẽ yêu đời hơn, yêu cuộc sống này hơn rất là nhiều. Chính cái lá bài này nó mong các bạn phải suy nghĩ tích cực nè, tin tưởng nè, và tăng cao cái tầng nhận thức của mình, tức là mình phải thay đổi quan điểm mình về cuộc sống này để các bạn nhận được cái sức mạnh bên trong mình, thấy được cái đường lối rõ ràng nhất để các bạn bước đi. Ánh sáng đã xuất hiện ở cuối đường hầm rồi các bạn. Có cái này không biết mình nói cho các bạn nghe hay không, thì có dấu hiệu là các bạn đã sẵn sàng buông bỏ những cái gì đau khổ trong cái mối quan hệ của quá khứ rồi. Bạn biết phát triển bản thân của mình, tập trung vào cái sự tích cực các bạn. Nhưng mà cái điều này nó báo hiệu là một người nào đó ở trong quá khứ của bạn sẽ có thể quay trở lại cuộc sống của bạn và muốn hẹn gắn lại mối quan hệ với các bạn. Tuy nhiên cái sự quyết định là nằm ở các bạn nha các bạn. Mình nói các bạn rồi, mình hãy làm xiên làm rõ cái điều tích cực của người ta nhiều hơn. Nhiều khi cái người yêu cũ họ không có xấu, mà do bạn nghĩ họ xấu hoài nên hình thành ra thành người xấu luôn. Mình suy nghĩ họ tốt đi là họ sẽ hành xử tốt à, còn bạn cứ nghi kỳ họ làm cái này cái kia, cuối cùng họ làm theo thiệt, họ làm theo cái xấu những gì bạn nghĩ không à. Tại vì năng lượng nó có tính lây lan, mà cái lực hấp dẫn nó control, nó điều khiển con người chúng ta rất là nhiều. Khi bạn phát sinh một cái tâm ý xấu trong đầu mình, tiêu cực, thì tất nhiên bạn gửi thông điệp lên cho vũ trụ, và vũ trụ nó sẽ cho tưởng bạn muốn cái chuyện đó, nó sẽ làm cho cái người đó làm những chuyện xấu như bạn nghĩ. Nên thành ra là không có nghĩ xấu, không nghĩ tiêu cực, càng tiêu cực là càng chết. Mình nói thiệt với các bạn, từ khi mình xem tarot tới giờ, cái trải bài này một trải bài quá đẹp, mình không hiểu tại sao luôn. Tại vì cái năng lượng của mình nó khi mình trải bài cho các bạn nó rơi vô tổn thất tình đau khổ, mình không biết tại sao luôn. Cái biết năng lượng của mình, năng lượng chữa lành để những người đau khổ thất tình á, mình mong một cái trải bài nó hạnh phúc, nó vui vẻ hơn. Cái trải bài này nó đem được đến cái điều đó cho các bạn. Thì khi mà cái lá bài The Star này mà xuất hiện với cái lá bài The Empress này, nó chứng tỏ là những cái thời gian đau khổ đã phải tan biến rồi, khó khăn đã đi qua, bây giờ là lúc bạn nên ăn mừng cái vận may của mình, một cái ăn mừng thư giãn, nhưng tất cả cảm giác của mình tăng lên rất là nhiều. Xin chúc mừng tất cả các bạn xem trải bài này. Một cái tương lai về sự nghiệp tình yêu rất là tươi sáng khi các bạn biết phát triển bản thân của mình hơn, thay đổi một cách tích cực nhất. Sau đây thông điệp cái người đó muốn gửi cho các bạn là gì? Đó là họ không có thể để cho bạn đến gần họ được, tức là họ tự họ đẩy bạn ra xa. Và lời thứ hai là họ cảm thấy là bạn rất là hấp dẫn. Ồ, khi bạn phát triển bản thân bạn hấp dẫn á, và
Họ hy vọng là chúng ta có thể trở lại một lần nữa một trái bài quá đẹp. Để dành cho tất cả mọi người, các bạn muốn nhận thông điệp từ vũ trụ sẽ gửi đến các bạn là gì? Trong trái bài các bạn gồm có lá như sau. Đầu tiên là các bạn có lá 9 ly. Kế đến nữa là các bạn sẽ có lá bài Queen of Wands, nữ hoàng gậy. Và lá bài cuối cùng chính là lá bài Ace of Pentacles, 8 tiền. Sau đây mình xin giải trái bài cho các bạn. Đầu tiên, lá bài 9 ly này xuất hiện dù ngược hay xuôi thì cũng đều là một lá bài tạo cho bạn một cảm xúc rất là lâng lâng, bay bổng, rất là dễ chịu. Nó được biết đến là lá bài của ước nguyện, hàm ý rằng những gì mà bạn đang hy vọng hay mơ tưởng nhất đều có khả năng thuộc về bạn hết á. Và những ước muốn của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, mà đó không còn là những ước muốn viển vông nữa, mà nó sẽ thành hiện thực. Đây là một điều rất tốt nha các bạn. Và mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt, và bạn chắc chắn rằng bạn thực sự dừng lại trong phút giây và nghĩ về những gì bạn thực sự mong muốn có trong cuộc sống này, bởi bạn sẽ khám rất ngạc nhiên vũ trụ cho nó bạn đạt được trong thời điểm này. Do đó các bạn hãy mơ đi và hãy xác định là cái gì mình muốn thực sự nhất trong đời này. Và đây có một cái tín hiệu là mong các bạn phải dấn thân sâu hơn, hãy nhìn xa hơn cái vẻ bề ngoài. Có những thứ có vẻ rất là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà đang muốn nói rằng các bạn phải chắc chắn là các bạn đi sâu hơn khi bắt đầu tiến hành bất cứ cái việc gì, bởi vì cuộc sống rất là phức tạp hơn những gì bạn nghĩ và bạn thấy đó nha các bạn. Nên các bạn hãy nhớ là bạn cần đảm bảo rằng bạn biết rõ những gì bạn thực sự muốn và chấp nhận mọi trách nhiệm liên quan đến ước nguyện của bản thân mình. Nếu đúng như vậy thì bạn sẽ được thành hiện thực tất cả các ước mơ nếu bạn gửi lên vào vũ trụ, một viễn cảnh quá tuyệt vời phải không các bạn? Và có một số bạn đang cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Như bạn có nhớ là ngoài cái việc bạn đạt được cái thành quả mình có được, bạn phải cần duy trì nó trong cái sự khôn ngoan để các bạn có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề nha các bạn. Khi cái lá bài nữ hoàng gậy này xuất hiện, chứng tỏ là cái năng lượng của nữ hoàng gậy đã lan tỏa đến các bạn. Nó sẽ có một cái trở ngại nếu như các bạn không thực sự là cảm thấy mình đạt được những cái tính chất của nữ hoàng gậy. Đầu tiên là bạn có cảm thấy là mình hấp dẫn thật sự không? Bạn có tin vào bản thân của mình không? Bạn có tràn trề năng lượng không? Và bạn có xua tan đi tất cả các phiền muộn của mình hay không? Và bạn thực sự có hăng hái tiến về cuộc sống để có một cái không khí thật là vui tươi, tràn đầy nhiệt huyết và sự tự tin. Và nếu như các bạn chưa có được một cái tâm thái là tự tin thầm lặng, tự nhận thức là mình có thể hoàn thành tất bất cứ việc gì, khi mà bạn tin mình làm được, bạn không có tỏ ra tự mãn và bạn luôn luôn là bận rộn với công việc, luôn luôn lạc quan và vui vẻ, thì thật sự tất cả những gì vũ trụ muốn là các bạn phải thực hiện những tính chất này của nàng để mà bạn có thể đạt được những ước mơ. Và năng lượng duy nhất của nữ hoàng gậy đó chính là luôn tìm cái niềm vui, niềm tích cực trong mọi hoàn cảnh đó các bạn. Đây là một cái năng lượng rất là lạc quan và vui vẻ, làm cái gì cũng tâm huyết và tận tâm đến cùng, không bao giờ nản chí. Và vũ trụ cũng nhắc nhở rằng sớm hay muộn gì bạn sẽ cần sự giúp đỡ của một người nào đó về cái vấn đề của mình. Có khả năng sẽ có một phụ nữ lớn tuổi hơn muốn giúp bạn đối phó với những tình cảnh khó khăn mà bạn đang đối mặt, và một cái gì đó mà người này còn đang chần chừ rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà thấy một người phụ nữ lớn tuổi muốn giúp đỡ các bạn thì bạn hãy chấp nhận và để cho người này tiến vào giúp đỡ của đời mình ha các bạn ha. Vì cái người này lớn tuổi hơn bạn nè, một người rất là biết cảm thông và biết cho đi. Và có khả năng là bạn sẽ được kết duyên cùng với một người nào đó mà thông qua một người phụ nữ lớn tuổi là may mối. Hãy để cho phụ nữ bước vào cuộc đời của bạn ha. Một người phụ nữ lớn tuổi, một nhân vật rất là tốt, tiến tới giúp cho bạn rất nhiều trong cuộc sống này. Tuy nhiên có một cái cản trở là nếu như các bạn có một cái sự thương thuyết với ai thì các bạn cần phải kiểm soát tốt tinh thần và ý chí của mình. Bởi vì các bạn không quản lý được cái vấn đề rõ ràng á, khiến cho bạn rất là bị người khác lợi dụng của mình để trục lợi. Ngoài ra khi thuyết phục một ai đó, bạn cũng cần phải mềm dẻo nè, kiên nhẫn nè, tránh áp đặt và độc đoán. Và có một thông điệp nữa là nếu các bạn muốn can thiệp vào chuyện người khác thì chắc chắn là bạn làm cho họ đi, họ sẽ không bao giờ cảm ơn của bạn.
và có dấu hiệu là có một số bạn đang đảm nhận quá nhiều việc, quá nhiều nhiệm vụ, ôm đồm rất là nhiều. Khi đó các bạn cũng phải nên thả lỏng mình ra, tránh ra cái việc để làm cho các bạn bị một ai đó làm cho mình thiếu niềm tin vào cuộc sống, bị chóng ngợp và kiệt sức vì công việc nha các bạn. Và thông điệp của vũ trụ cũng hàm ý là cái thời điểm này bạn cần phải phát huy tính siêng năng và tập trung cao độ. Bạn gắng sức cho mọi việc quan trọng nhất trong thời điểm này, cho dù đó là một cái dự án trong công việc hay là cái trở ngại về tình yêu, gia đình, mục tiêu cá nhân của bạn. Có một số đó dù không có đem được sự thoải mái, nhưng mà các bạn cũng phải tập trung và gắng sức hết mình để làm thực hiện cái việc đó. Bạn phải nỗ lực hơn nhiều so với bình thường để bạn có thể đạt được những thành quả mà bạn mong muốn. Hiện tại các bạn đang hình như đang cố gắng cho 100% khả năng của mình luôn á. Do đó bạn phải cần bắt tay làm vào những gì bạn muốn làm và tiến hành nó thôi. Tất cả những thứ đó nó sẽ đem cho các bạn một kết quả rất là hoành tráng ở sau này. Cảm giác hài lòng và tăng năng sức rất cao ở nơi bạn đang thể hiện. Và các bạn cũng đừng có ngại ngùng khi các bạn cần sự hướng dẫn một ai đó. Bởi vì chúng ta cần phải có một người thầy hướng dẫn thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn so với việc các bạn tự mày mò và tìm hiểu. Cái gì cũng vậy, cần cái người hướng dẫn các bạn, một người chuyên môn giỏi về lĩnh vực đó giúp mình thì mình sẽ tiến nhanh và xa hơn rất là nhiều. Và về tình cảm, nếu như mà các bạn đang trong mối quan hệ cam kết thì khối lượng công việc của bạn hay người yêu của bạn đang phải gánh vác nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Do đó các bạn phải chú ý dành đủ thời gian và không gian cho mối quan hệ của mình để không dính đến công việc cá nhân của mình, bằng không mọi thứ sẽ thành gánh nặng cho cả hai bạn. Và nếu như bạn còn độc thân á, thì vũ trụ cũng nhắc nhở các bạn á, bạn đang thực sự quá tập trung vào cái chuyện là tiền nong, tiền bạc và công việc. Bạn lăn lộn trong cái cuộc sống đến mức là bạn không có thực sự tạo ra đủ không gian để tìm kiếm một mối quan hệ mới. Do đó các bạn hãy xem xét những ưu tiên của bạn nè, nhìn nhận ban đầu và bắt đầu đầu tư vào năng lượng của bản thân mình nhiều hơn. Nếu các bạn muốn yêu thì chắc chắn rằng bạn phải có một chỗ để dành cho tình yêu bước vào nha các bạn. Và thông điệp của vũ trụ luôn luôn nhắc nhở là các bạn phải nên cần tìm một người hướng dẫn, một người chỉ đường cho các bạn. Đây là cái cơ hội để các bạn có thể tha thứ. Trong cái tình huống này sẽ đưa cho các bạn một cơ hội để các bạn có thể hàn gắn phát triển và loại bỏ cái năng lượng xấu của mình. Hãy giữ cái niềm tin của mình, bởi một người khác sẽ đem đến một nguồn ánh sáng và những tin tức rất tốt lành. Cái người sẽ giúp cho các bạn rời bỏ những cái gì không đáng tốt nên rời bỏ. Những cái cảm xúc và năng lượng của bạn sẽ được nâng rất là cao lên một cái tầm mới, ở một cái tầm là rất là bình an và lòng trắc ẩn rất là cao. Và các bạn sẽ đạt được tất cả những cái lời cầu nguyện và cũng như là được trả lời những câu hỏi của mình thông qua cái việc bạn cầu nguyện. Và các bạn, nguyên tố vàng sẽ là một trong những cái đem đến may mắn cho các bạn. Do đó các bạn hãy đeo vàng ha. Và ở đây có một cái số bài liên quan tới nguyên tố lửa, gồm có Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Và các bạn ở cung đất như là Kim Ngưu, Xử Nữ và Mã Kết luôn nha. Và cả các bạn ở cung nước luôn như là Song Ngư, Cự Giải và Bồ Cạp. Chỉ có cung khí á, là hình như không có được nhận cái thông điệp từ vũ trụ trong trải bài này nha các bạn. Và số may mắn của các bạn là số 8, số 9, số 3, số 6, số 2, số 4. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.